người mẫu da màu nổi tiếng nhất làng thời trang thế giới là ai? Naomi Campbell được Business of Fashion nhận định là một trong những gương mặt dễ nhận biết nhất của làng thời trang. Thuộc nhóm siêu mẫu ưu tú vào thập niên 90, Naomi Campbell góp phần tạo nên danh xưng siêu mẫu. Năm 15 tuổi, Naomi Campbell ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Synchro Model Management. Ngay trước sinh nhật lần thứ 16, Naomi được chọn làm gương mặt trang bìa tạp chí Elle Anh. Cô cũng là chân dài da màu người Anh đầu tiên chụp ảnh bìa tạp chí Vogue Anh, số báo tháng 12 năm 1987. Khi ấy, cô mặc bộ trang phục được tô điểm bằng hoa trà của nhà mốt Chanel. Tháng 8 năm 1988, Naomi Campbell trở thành người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Pháp. Ban đầu, phía nhà xuất bản đã từ chối. Bạn thân của Naomi, nhà thiết kế Yves Saint Laurent, cho biết sẽ rút quảng cáo khỏi tạp chí nếu tiếp tục từ chối người mẫu da màu lên trang bìa. Naomi chưa bao giờ im lặng trước những định kiến về chủng tộc và màu da. Suốt thập niên 90, cô gần như là người mẫu da màu duy nhất giữa những cô gái da trắng. Năm 1989, Naomi trở thành người mẫu da màu đầu tiên hiện diện trên bìa Vogue Mỹ số báo tháng 9, ấn phẩm quan trọng nhất hàng năm của tạp chí. Tháng 9 năm 1991, Naomi Campbell gây chú ý khi trở thành người mẫu da màu đầu tiên chụp ảnh bìa tạp chí Time. Kể từ đó về sau, Naomi oanh tạc trên các sàn diễn của những nhà mốt hàng đầu thế giới, là một trong những cái tên bừng sáng trong làng mẫu xuất hiện trên cả 4 kinh đô thời trang thế giới. Tên tuổi của Naomi Campbell được công nhận trên toàn cầu, vượt xa khỏi lĩnh vực thời trang, cùng mức thu nhập hàng triệu đô la Mỹ.